bình thường, chắc chắn các em sẽ thấy rất khó hiểu là sao có những người, người ta thành công, người ta giỏi như vậy, người ta có thể nhẫn nại, vừa tập luyện, vừa học hành, làm những thứ chán chường ngày này qua ngày khác để đạt được kết quả mình mong muốn. Khả năng chắc người ta phải có một cái ý chí vô cùng lớn. Thực ra câu trả lời rất đơn giản, đấy là những người thành công, những người mà họ có thể có hạnh phúc với những gì họ đang làm, họ có một điểm chung duy nhất, đấy là họ yêu cái quá trình họ làm việc đấy, chứ họ không bị bận tâm về kết quả quá nhiều. Dễ hiểu hơn, có những ví dụ mà chắc chắn là ai cũng biết. Warren Buffett, nhà đầu tư thiên tài, ông đã từng nói rằng là ông không hề thích cái chuyện kiếm tiền, mà ông chỉ quan tâm đến chuyện là bây giờ mình có thể được tính toán, mình đưa ra những quyết định đúng và đầu tư đúng, vậy là ông đã rất hạnh phúc rồi. Hoặc tương tự là Bill Gates, người giàu thứ hai thế giới, ông làm không phải là vì muốn trở thành người giàu, mà đơn giản là ông đam mê với việc lập trình, viết phần mềm và trở thành người giỏi nhất. Vậy thì mình nên học hỏi và áp dụng cái cách nhìn này vào việc học tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nhìn nhận vào trong thực tế là có rất nhiều bạn bị cuốn hút bởi kết quả cuối cùng, chứ không thực sự hiểu rằng cái quá trình đến được cái kết quả đó nó khổ cực như thế nào. Ví dụ, rất nhiều bạn bị cuốn hút bởi viễn cảnh làm ca sĩ, bởi các bạn ấy thích cái việc là mình đứng trên sân khấu hoa lệ, tên của mình được tung hô bởi hàng trăm nghìn fan ở dưới. Tuy nhiên thực tế thì làm ca sĩ là một công việc khổ cực. Hàng ngày mình đều phải luyện thanh, mình đều phải hát đi hát lại, thu âm, mình phải luyện vũ đạo, mình phải ngồi sáng tác ra các ý tưởng. Chỉ những người cuối cùng mà thực sự họ đam mê với quá trình thanh nhạc, tạo ra những sản phẩm âm nhạc cuối cùng như vậy mới là những người thành công, chứ không phải những người bị cuốn hút bởi cái viễn cảnh hoa lệ đó. Quay trở lại ví dụ về Warren Buffett. Nếu như các em chưa biết thì Warren Buffett mặc dù với khối lượng tài sản lớn như vậy thì luôn luôn ông chỉ sống một cuộc sống tầm trung hết sức bình thường. Ông có một căn nhà bình thường, ông đi xe hơi cũng là nhãn hiệu hết sức bình thường, không phải siêu xe hay là xe hạng sang xịn gì cả. Và ngay kể cả khi được phỏng vấn thì ông cũng thú thực rằng ông cũng chưa bao giờ muốn một cuộc sống xa hoa mà tiêu nhiều tiền cả. Cái điều mà ông thực sự đam mê đó chính là việc đưa ra những cái quyết định đầu tư chuẩn. Ông đam mê cái chuyện là mình sẽ theo dõi các loại cổ phiếu, theo dõi xem thị trường biến đổi như thế nào, đưa ra quyết định đúng, và đơn giản rằng là ông thích tính toán, thấy rằng những cái mình làm ra là quyết định chuẩn. Tương tự như thế, Bill Gates ngay từ những ngày đầu học cấp 2, ông đã đam mê với việc lập trình, viết phần mềm, sử dụng các thuật toán để ra được những phần mềm khác nhau. Cái việc mà ông nắm bắt thời cơ đưa Microsoft lên thành một công ty dẫn đầu thế giới thực sự chỉ là một kết quả phụ của cái quá trình đam mê lập trình của ông. Đời thường hơn một chút thì có lẽ mình nên lấy ví dụ về chuyện câu cá. Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Có lẽ là khoảng tầm 70% dân số bình thường khi nghe chuyện câu cá là người ta không hiểu tại sao lại có những người thích cái trải nghiệm đi câu được. Bởi vì rõ ràng là có khi ngồi cả buổi chả bắt được con cá nào. Ngay kể cả khi mình bắt được con cá thì phần đông mọi người lại đôi lúc không đem nó về nấu nướng mà lại đem thả nó đi. Thế thì điều quan trọng ở đây đó chính là người ta thích cái trải nghiệm ngồi tĩnh tâm, câu cá, đợi một cái kết quả gì đó nó đến một cách từ từ thầm lặng. Người ta có thể suy nghĩ, tĩnh tâm, thiền, nghĩ đến chuyện khác mà không bị vướng bận, không bị stress trong đời thường. Ngoài ra với rất nhiều người, câu cá cũng là lúc mình có thể uống bia, nói chuyện với cả bạn câu cùng. Và cũng là lúc mình đợi cảm giác hồi hộp chọn đúng cái thính mà cá nó sẽ cắn này. Rồi cái cảm giác cuối cùng là khi bắt được cá thì thậm chí đấy rất nhiều người người ta còn thả cá xuống hồ để hôm sau lại đi câu tiếp. Và có thể thấy những người câu cá người ta không quá quan tâm đến cái kết quả có bắt được cá hay không, mà cái trải nghiệm, cái hành trình câu mới là cái quan trọng. Nếu chỉ nghĩ đến là có bắt được cá hay không thì họ đã giống chúng ta rồi, không bao giờ đi câu cả. Tương tự như vậy với ngay chính bản thân của hai thầy. Bản chất là hai thầy thực sự yêu thích tiếng Anh, vì từ đó nó có thể cho thêm hai thầy về kiến thức mới, những góc nhìn, quan điểm mới. Hai thầy có thể dành rất nhiều thời gian lên Wikipedia, đọc thêm kiến thức về tất cả mọi loại chủ đề, văn hóa, lịch sử, chính trị. Thì chính vì hai thầy yêu cái quá trình như vậy nên mình mới có thể duy trì học hỏi tiếng Anh lâu dài như thế. Mỗi khi biết được một từ mới là mình lại có một niềm vui. Mỗi khi biết được một mẩu kiến thức mới, xem được một tác phẩm nghệ thuật, một bộ phim, một câu chuyện nào đấy bằng tiếng Anh chẳng hạn, đấy là khi niềm vui của mình đến. Chứ niềm vui của mình không đến từ việc là mình thi được điểm cao hay là đến từ việc mình nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Tóm lại, lời khuyên của hai thầy ở đây là đừng quá bị ám ảnh bởi cái con số điểm ví dụ như 6.5 hay 7.0 của IELTS. Và nguy hiểm hơn nữa là em phải đạt được cái con số điểm này trong một khoảng thời gian ngắn. Mình hãy xác định là học tiếng Anh nó là một quá trình rất dài, và em hãy yêu lấy cái quá trình đó. Đừng nghĩ rằng đây là một cái khoảng thời gian ngắn mình ăn sổi, thi được điểm xong rồi mình vứt đấy. Thế thì khả năng em cũng không đạt mục tiêu được. Vậy đó, khi mình đã enjoy quá trình học từ vựng, tìm hiểu các mẩu kiến thức mới bằng tiếng Anh, tận hưởng các tác phẩm nghệ thuật bằng tiếng Anh,
rồi chẳng mấy chốc cái kết quả điểm cao nó chỉ là cái sản phẩm phụ, nó sẽ đến thôi, và mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chúc các may mắn trong quá trình học tiếng Anh của mình.